Nếu tìm xe đạp đi học đi làm thì sau đây là 3 mẫu Touring bạn nhất định phải biết. Đầu tiên là ITX 200, khung nhôm không bói hàng, dây đi ăn sườn đẹp, thiết kế rất là gọn thời trang nha các bạn. Bộ rút bao gồm tay dài bấm xả Shimano, phanh dĩa cơ, xe bánh là 700x32c, đi tốt trên đường trường luôn. Rồi phía dưới ba dĩa, giò dĩa Shimano, gạt dĩa Shimano Tunay, gạt clip Shimano Tunay, 8 tầng clip, clip vặn các bạn nha. Giá nhỉnh hơn, nhiều tiện ích hơn. ITX 600 trang bị di động gật gù, đỡ thay đổi chiều cao cũng bô tăng tùy ý. Tích hợp sẵn đèn, đỡ tốn tiền mua đèn thêm. Phanh đĩa dầu Shimano MT200, bản dĩa 160, xe bánh là 700x35c. Xe bánh này là đi được trên cả đường trường, đường sỏi đá luôn nha. Rồi bộ rút bao gồm tay đổ ấm xả Shimano Alivio M3001, gạt dĩa, gạt clip Shimano Antus M2000, PB cút rỗng, giò dĩa Shimano nha. Ba dĩa ở đây là 9 tầng clip, 3x9 tốc, khung nhôm không mối hàng. Không thích bộ rub Alivio Antus, mình có Sora cho các bạn. Tay đèn bóng xả Shimano Sora R3000 2x9 tốc. Gạt dĩa, gạt clip Shimano Sora R3000 nha. Hai dĩa 34-50T, BB cốt rỗng, giò dĩa Rồ Wheel. Bánh dĩa dầu Shimano MT200, tay bánh 700x35C. Đặc biệt trong tháng 4 này, khi các bạn mua một trong 3 mẫu Touring sau, chúng ta sẽ có cơ hội được giảm trực tiếp 150.000 và có cơ hội mua tới 3 phụ kiện đồng giá chính 49 hoặc 99. Chi tiết kết nối với shop tư vấn cho các bạn thêm nhé.